Chiều tối qua theo giờ địa phương, ngay sau khi tới thủ đô Roma, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm đại sứ quán và gặp thân mật cộng đồng người Việt cùng các bạn bè Italia. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Italia đã hội nhập tốt với nước sở tại, có địa vị pháp lý vững vàng và đặc biệt là luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Qua đó đã đóng vai trò quan trọng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia thời gian qua. Thông tin với kiều bào về tình hình trong nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn bà con giữ gìn, phát huy tiếng Việt trong cộng đồng và dù ở bất cứ nơi nào cũng phải giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị bà con tiếp tục đưa ra những sáng kiến mới, thành lập thêm các cơ chế hoặc tổ chức hội đoàn để đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Cùng với đó là phải tuân thủ pháp luật, chăm chỉ trong lao động để ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình ở Italia. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời cảm ơn tới những người bạn Italia. Đó là những tri thức, nhà khoa học đã dành nhiều thời gian và công sức để gìn giữ và lan truyền những giá trị văn hóa của Việt Nam tại Italia.